Đây là một loại bò sát thường được gọi là cá sấu lớn nhất thế giới hay cá sấu khủng khiếp, sinh sống trên khắp Bắc Mỹ, đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành kỷ phân trắng muộn trên thế giới của chúng ta. Nơi nó là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao, hóa thạch của nó được khai quật từ ít nhất 10 bang của Mỹ và có thể là cả Mexico. Một loài không ngại bước ra khỏi vùng mà nó làm bá chủ, đi mạo hiểm trên mặt đất để săn mồi, bao gồm cả khủng long. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về siêu cá sấu tiền sử Deinosuchus. Hãy ấn like và subscribe như một sự ủng hộ tinh thần cho anh em Ultra Share các bạn nhé. Nghiên cứu giống loài. Deinosuchus có nhiều điểm khá giống với cá sấu hiện đại vì đặc điểm thể chất, ngoại trừ việc nó lớn hơn. Mặc dù người ta thừa nhận rộng rãi rằng Deinosuchus thực sự là một loài cá sấu rất lớn, nhưng con số chính xác vẫn còn gây tranh cãi vì chúng được tính toán dựa trên các mảnh hóa thạch. Vào năm 1954, người ta ước tính rằng Deinosuchus dài khoảng 15 mét, kết quả dựa trên một hộp sọ dài 1,5 mét. Tuy nhiên, vào năm 1999, các nhà khoa học đã đề xuất một kết quả khác dài từ 8 cho đến 10 mét. Trọng lượng ban đầu được ước tính là 2,5 cho đến 5 tấn, nhưng các nhà khoa học khác đề xuất trọng lượng lên tới 8,5 tấn, một sự khác biệt khá lớn. Và ở thời điểm hiện tại, nó đang có chiều dài 14,5 mét và nặng khoảng 15,4 tấn. Nếu nghiên cứu thêm, người ta sẽ nói Deinosuchus là một loài cá sấu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngay cả các nhà khoa học cũng chưa chắc chắn liệu điều này có đúng hay không. Một số người cho rằng Barosaurus cũng lớn như vậy hoặc thậm chí còn lớn hơn. Thật không may, cũng như bất cứ điều gì liên quan đến cổ sinh vật học và thời tiền sử thế giới của chúng ta, kích thước của cả hai chi chỉ là ước tính và chúng ta không bao giờ biết được toàn bộ sự thật. Ngoài kích thước lớn hơn, Deinosuchus còn nổi tiếng nhất về hình dạng kỳ lạ của hộp sọ đó là nó rộng, phồng lên ở phía trước và có hai lỗ ở phần trước hàm. Hình dạng này làm cho Deinosuchus trở nên độc nhất trong số các sinh vật cùng loài. Răng của nó dày và khỏe nhưng có kích thước và hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trên hàm trên. Ví dụ những chiếc răng gần hàm sâu ngắn hơn và không được dùng để đâm con mồi như những chiếc răng khác. Deinosuchus có lưng được bao phủ bởi các vảy xương lớn và có lỗ sâu. Nơi sống và phân bố. Deinosuchus sống cách đây khoảng 82 cho đến 73 triệu năm trước. Hóa thạch của loài cá sấu lớn này được phát hiện ở ít nhất 10 bang của nước Mỹ và có thể là cả miền Bắc Mexico. Texas và Montana là một trong những địa điểm giàu có nhất. Nhưng hóa thạch cũng đã được tìm thấy ở nhiều địa phương ở bờ đông. Do đó, Deinosuchus được phổ biến rộng rãi trên cả hai phần của đường biển nội địa phía Tây. Texas, Wyoming, Utah là một trong những nơi tìm thấy hóa thạch. Vẫn còn một số hóa thạch từ Colorado, Delaware, Nam Carolina và miền Bắc Mexico được cho là thuộc chi này nhưng chưa bao giờ được chính thức công nhận. Vì vậy, sự phân bố của Deinosuchus trên khắp các địa điểm này vẫn chỉ là suy đoán. Vị trí hóa đa nhiều hóa thạch Deinosuchus nhất là đồng bằng ven biển Vịnh Georgia, trong khi các cá thể lớn nhất thuộc về thành thể Anguilla ở Texas. Vì việc tập trung vào tất cả các địa phương nơi hóa thạch Deinosuchus được tìm thấy là một thách thức, nên chúng ta sẽ mô tả hệ thần Anguilla. Lãnh thổ này được cho là bao gồm môi trường vùng ngập nước biển, Baralic và nội địa. Hóa thạch Deinosuchus được phát hiện ở phần dưới của hệ thần Anguilla phía trên, nơi có thể coi là môi trường sông ngòi với các vùng đồng bằng ngập nước ven biển và nội địa. Một số nguồn liệt kê rằng Deinosuchus đặc biệt thích các vịnh nước lợ, nghĩa là môi trường sống có nước tự nhiên có độ mặn cao hơn nước ngọt, và có thể chúng cũng đã mạo hiểm đến cả môi trường biển. Hành vi và chế độ ăn. Deinosuchus được cho là có lối sống dưới nước tương đối nghiêm ngặt, nhưng nó có thể được cho là đã mạo hiểm để bước lên mặt đất, đặc biệt vì nó được cho là loài săn khủng long. Lực cắn của nó được xác định khoảng 18.000 newton. Ngoài ra, các nhà khoa học coi điều này là hợp lý vì họ chưa tìm ra lời giải thích nào khác cho kích thước lớn của loài cá sấu này. Vì vậy, nó có thể thỉnh thoảng để ăn các loài khủng long chân chim và các động vật trên cạn khác đang đến gần mép nước. Các nhà khoa học cũng cho rằng Deinosuchus đã phục kích con mồi và kéo nó xuống nước để nhấn chìm, trong khi các loài cá sấu thời tiền sử khác như Sarcosuchus không thể thực hiện đòn cuộn tử thần nổi tiếng dùng để khuất phục và chặt xác con mồi như Deinosuchus và họ hàng lớn của nó. Barosaurus có thể có một thể chất tốt để có thể thực hiện được hành vi này. Điều này càng ủng hộ cho giả thuyết rằng Deinosuchus có thể đã ăn các động vật trên cạn lớn hơn, bao gồm cả khủng long nhỏ và lớn. Bên cạnh các loài khủng long và các sinh vật trên cạn khác, Deinosuchus chủ yếu săn các loài rùa biển, đặc biệt là loài rùa Botrymis và các loài cá lớn. Vòng đời của Deinosuchus.
Để hiểu hành vi sinh sản của Deinosuchus, chúng ta phải chuyển sang những gì đã biết về hành vi sinh sản của cá sấu nói chung. Vì có rất ít nghiên cứu tập trung vào chi này và chủ đề cụ thể này nên người ta biết rất ít về hành vi cụ thể của nó. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng hành vi này tương tự như hành vi được quan sát thấy ở cá sấu hiện đại. Vì vậy, các nhà khoa học muốn chỉ ra rằng cá sấu là loài sinh sản hữu tính, giống như các loại bò sát khác. Những sinh vật này được cho là đa thê, có nghĩa là con được giao phối với nhiều con cái càng tốt. Chỉ có cá sấu Mỹ là một đực một cái, khá là chung thủy đấy. Trong khi cá sấu Mỹ lại là sinh sản vô tính, vì có những trường hợp ngoại lệ đối với hành vi này. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Deinosuchus có thể là một đực một cái, giống như các loài chim hiện đại và có thể là cả khủng long thời tiền sử. Cá sấu tham gia vào các màn giao phối diễn ra trong nước. Một tháng sau, con cá bắt đầu xây tổ, thường là các hố và các ụ gần hang. Cùng một con cái có thể xây dựng nhiều tổ đặt gần nhau. Trứng được đẻ thành từng ổ và thời gian ấp kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng. Điều đáng chú ý là cá sấu nằm trong số những sinh vật có giới tính được xác định bởi nhiệt độ xảy ra trong quá trình ấp trứng. Sau khi con non nở, cả bố và mẹ đều thể hiện sự chăm sóc đáng chú ý khi mang con xuống nước, đáp lại tiếng kêu và giúp chúng ăn. Chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng mọi thứ có thể hơi khác cách đây hàng triệu năm, nhưng chúng ta vẫn xem xét những chi tiết này khá toàn diện để tìm hiểu hành vi sinh sản có thể có của Deinosuchus. Có ý kiến cho rằng Deinosuchus có tuổi thọ từ 50 đến 51 năm. Người ta tin rằng các loài trẻ phát triển nhanh chóng trong 10 năm đầu tiên, sau đó tốc độ tăng trưởng giảm dần. Trong 5 đến 10 năm đầu tiên, chúng có thể dài thêm khoảng 0,3 mét mỗi năm. Tiến hóa và lịch sử. Giống như họ hàng của nó, Deinosuchus là một phần chính của nhánh Rocodilomorpha, các thành viên có niên đại từ kỷ Trias muộn. Những loài cá sấu lâu đời nhất được biết đến là loài Sphenosuchians nhỏ, mảnh khảnh, sống sót sau sự kiện đại tuyệt chủng kỷ Trias-Jura. Xa hơn trong kỳ tiến hóa, Deinosuchus được phân loại theo bộ Rocodilia và siêu họ Alligatoroidi. Loài thứ hai có thể đã tách ra khỏi dòng dõi cá sấu Garian khoảng 100 cho đến 80 triệu năm trước, và chi lâu đời nhất được biết đến của nó là loài Lidiosuchus. Sau khi được phát hiện, Deinosuchus được xếp vào họ Rocodilidae và được cho là họ hàng cá sấu thực sự. Sau đó nó được đặt tên là Phobosuchus riograndensis. Tuy nhiên, sau đó người ta xác nhận rằng loài bò sát mới được phát hiện này phải là một chi cơ bản trong nhóm Alligatoroidi. Qua nhiều năm, nhiều khám phá đã dẫn đến việc đặt tên và mô tả cho bốn loài: Deinosuchus hatcheri, Deinosuchus rugosus, Deinosuchus riograndensis, Deinosuchus trismeri. Trong đó thì Deinosuchus rirosus được biết đến ở Appalachia, trong khi Deinosuchus hatcheri và Deinosuchus riograndensis được biết đến ở Laramidia. Tuy nhiên, ngoài một số khác biệt nhỏ giữa chúng, các cá thể thuộc loài này gần như giống hệt nhau. Đó là lý do tại sao nhiều nhà khoa học cho rằng chúng nên được coi là đồng nghĩa. Tương tác với các loài khác. Xem xét mức độ phổ biến của Deinosuchus, việc liệt kê tất cả các sinh vật có chung môi trường sống với nó là điều không thể, đặc biệt là khi nhiều sinh vật thậm chí còn chưa được phát hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng chú ý đến thực tế rằng Deinosuchus chủ yếu sống dưới nước, chúng ta có thể cho rằng trên thực tế nó không chạm trán với nhiều sinh vật trên cạn, ngoại trừ những loài mạo hiểm ở gần mép nước và có thể dùng làm con mồi cho loài này. Dù thế nào đi nữa, môi trường sống mà Deinosuchus sinh sống có thể có rất nhiều loài rùa như Boremis, Deinazynemis và Neuranchilus. Nó có thể đã sống như những con cá sấu khác, nhưng chắc chắn đã thống trị môi trường nhờ kích thước khổng lồ và kỹ năng săn mồi của nó. Khủng long Ornithischian khá phổ biến. Những con Ornithischian nhỏ có thể trở thành con mồi của Deinosuchus nếu chúng không may vượt qua lãnh thổ của loài cá sấu này. Những con khủng long lớn hơn có thể sẽ không được tha nếu có cơ hội săn mồi thuận lợi. Ở những địa điểm như hệ tầng Kaiparowis, khủng long chân thú cũng khá phổ biến, bao gồm cả khủng long ăn thịt. Tuy nhiên, Deinosuchus có lẽ không cạnh tranh thức ăn với những loài khủng long chân thú và không trở thành con mồi của bất kỳ loài nào, vì khủng long chân thú sống trên cạn và không phù hợp với kích thước của Deinosuchus. Ngoài ra, Deinosuchus có lợi thế đáng kinh ngạc là lối sống dưới nước, và ngay cả khi nó cố gắng bắt một con vật trên cạn, nó vẫn lao trở lại mặt nước. Và nếu cảm thấy bị đe dọa thì không cần thiết phải mạo hiểm ra thế giới bên ngoài, vì vùng nước này có rất nhiều rùa, cá xương và cá sụn. Ý nghĩa văn hóa. Kích thước lớn và kỹ năng săn mồi vượt trội đã giúp Deinosuchus trở thành một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa. Vì vậy, hiện nay đó là chủ đề của nhiều tài liệu nghiên cứu nhằm khám phá thêm về ngoại hình, hành vi và lối sống của loài bò sát này. Deinosuchus cũng khá phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Đây là tin tốt cho những người đam mê động vật hoang dã thời tiền sử, muốn quan sát loài bò sát khổng lồ này đang chuyển động.
Deinosuchus xuất hiện trong Paleo World, Working with Dinosaur, Deinodon, Trix Adventures và những phim tài liệu khác. Nó cũng đã xuất hiện trong 3 game công viên Kijura. Vừa rồi là những thông tin về siêu cá sấu Deinosuchus, kẻ háu ăn săn cả khủng long. Các bạn thấy sao về loài này hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.